Thưa sư, khi mình nghe nhạc không cần biết nội dung nhạc là gì, cứ nghe nhạc thì đó là việc làm bất thiện, hay mình còn xét các yếu tố khác, vì nhạc có nhiều loại nhạc khác nhau, không phải nhạc nào cũng tăng trưởng lòng sân, ví dụ như nhạc về công lao cha mẹ, mình nghe không phải vì nhạc nó hay mà đôi khi vì mình thấy hay, vì có mình ở trong lời nhạc đó giúp mình phấn đấu hơn để báo hiếu cha mẹ. Hay ví dụ khác là nhạc không lời, loại giúp tập trung não bộ để học bài. Loại nhạc này đã được khoa học chứng minh là nó phát ra tần số âm giúp cho não bộ có thể tập trung hơn. Thì con vẫn không hiểu tại sao lại là việc làm bất thiện. Vì đôi lúc con tuyệt vọng nghe nhạc lại giúp con tĩnh tâm hơn, lúc con buông xả nhiều điều tiêu cực khi buồn. Nếu sư vẫn quả quyết đây là việc làm bất thiện, xin sư hoan hỷ nói cho con biết đoạn kinh nào Đức Phật nói đây là việc làm bất thiện để con tìm hiểu kỹ càng hơn. Thứ nhất, cái việc thực hành sự không nghe nhạc là việc thực hành đi đến sự giác ngộ giải thoát. Cho nên nếu như mà quý vị có hướng đi đến sự chấm dứt khổ thì quý vị sẽ không có nghe nhạc. Còn nếu như mình không có nhu cầu hết khổ, hoặc là mình không có nhu cầu là không có khổ, mình thích khổ thì mình cứ nghe nhạc nha. Thì ở đây á, quý vị thấy ở trên màn hình á, thì sư nói đang trích tới cái lễ Uposatha đó. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán tránh xa không xem múa hát nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang cũng vậy. Đêm nay và ngày nay ta sống tránh xa không xem múa hát nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cho nên việc nghe nhạc, không nghe nhạc là một công cụ, giúp cho chúng ta đi đến sự chấm dứt khổ, là một công cụ giúp cho chúng ta thực hành con đường của các bậc hiền triết. Nếu như chúng ta từ bỏ con đường này, chúng ta không có nhu cầu, thì đương nhiên đó là quyết định của mình. Giống như cái vị bác sĩ thì nói rằng bây giờ nếu như anh muốn có sức khỏe thì anh phải tập thể dục. Thì ai có nhu cầu sức khỏe thì người đó tập thể dục. Còn mình không có nhu cầu sức khỏe thì mình khỏi tập. Tôi thích tiểu đường, tôi thích béo phì, tôi thích xương khớp, cho nên tôi không cần tập thể dục. Thì đó là chuyện của mình đấy. Đây. Ở đây nói đến cái chuyện là các cái cô thiên nữ, các cô có cái phát ra những cái tiếng nhạc là đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các thiên nữ ấy nghĩ rằng tôn giả Anuruddha không thưởng thức, liền biến mất tại chỗ. Tức là việc hưởng thụ các loại nhạc á, nó không nằm trong cái lĩnh vực của các bậc hiền triết, tức là các bậc thánh. chúng ta muốn giống các ngài thì chúng ta phải từ bỏ, còn mình không muốn giống các ngài, mình vẫn muốn cứ muốn là phàm thì mình cứ tiếp tục nghe nhạc đó. Cho nên là trăm năm phàm cứ là phàm. Tại sao bây giờ mình còn ngồi đây? Tại vì mình còn thích nghe nhạc, đơn giản vậy thôi. Mình không thích nghe nhạc nữa thì mình hướng tới sự không còn nghe nhạc nữa, thì chắc có lẽ mình không còn ngồi đây đâu. Quý vị còn ngồi đây, còn ngồi nghe em sư Hạnh Tuệ ổng vấn đáp thì có nghĩa là mình còn có sự ưa thích, thì cho nên mình mới còn ngồi đây. Mà còn muốn ngồi đây hay không? Nếu còn muốn thì cứ tiếp tục nghe nhạc thôi. Tại vì nó còn nhiều lắm mà. Okay. Đây. Kinh Thiện Sinh, cái này ở trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt cũng có nha. Người say mê kỹ nhạc có 6 lỗi. 1. Tìm đến chỗ ca hát. 2. Tìm đến chỗ múa nhảy. 3. Tìm đến chỗ đàn địch. 4. 3. Nội tảo. 5. Đa la bàn. 6. Thủ hà na. Đó là 6 tay nhạc của kỹ nhạc. Thôi chắc sư qua bên kinh Tại vì thật sự mà nói là cái việc tìm, đòi hỏi sự tìm á, thì nó khá là tốn thời gian. Đây nè. Tại vì á, cái kiểu của quý vị là đòi phải thấy tận mắt mới tin, chứ còn chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ, nó đại loại vậy đó. Rồi. Này gia chủ tử La Cà Đình Đám Hí Viện có 6 nguy hiểm, luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc hay, chỗ nào có trống. Này gia chủ tử La Cà Đình Đám Hí Viện có 6 nguy hiểm như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình thích nhạc á, thì mình sẽ tìm kiếm chỗ nào có nhạc, đúng không? Quý vị không thích nhạc thì sao tìm kiếm chỗ nào có nhạc? Cái người thích nhạc thì thường lúc nào họ cũng sẽ có một cái danh sách là nhạc, các bài nhạc. Ví dụ như mình thích nhạc về mẹ đi, mình sẽ có danh sách nhạc về mẹ chẳng hạn như vậy. Cho nên á, một cái sự nguy hiểm là tìm chỗ nào có nhạc. Cái người thích nhạc là cái sự nguy hiểm là tìm chỗ nào có nhạc. Còn cái ok nè. Đây. Và cái này á, là cái nguyên nhân, 6 nguyên nhân làm phung phí tài sản. Tức là như thế nào? Thứ nhất là cái chuyện nghe nhạc thì nó tốn kém đó. Có khi quý vị nghĩ không tốn tiền đúng không? Nhưng nó tốn một cái khác, quý vị biết là cái gì không? Cái thời gian. Thời gian mình lẽ ra mà mình suy tư về Pháp, mình dành thời gian đó để mình nghe nhạc. Nó tốn thời gian. Cái thứ hai, á, nó làm hỏng tâm định. Để coi sư sẽ tìm đúng cái bài kinh này đấy. Cái này là cái kiểu gọi là chưa thấy quan tài mà chưa đổ lệ, chưa thấy cái gì ta? Chưa thấy kinh là chưa chịu quay đầu, đã là gì? Đây. Này các tỳ kheo, có 5 điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là 5? Quý vị nhớ nha, thuyết pháp với giọng ca kéo dài, tức là ngay cả chuyện sư nói pháp với quý vị đó mà sư nói bằng giọng ca kéo dài, chứ đừng nói là ca nha. Ca là đương nhiên là nó còn hơn cái vụ thuyết pháp một bậc nữa. Quý vị đang nói cái vụ mà bây giờ nếu con nghe nhạc về mẹ hoặc con nghe nhạc về những cái đại loại nhạc không lời đó thì sao? Sư nói bây giờ nè, ngay cả chuyện là thuyết pháp đó nha, mà với cái giọng mà ca đó thì cũng có 5 điều nguy hại như sau. Thế nào là 5? Tự mình say đắm trong âm vọng ấy, người khác say đắm trong âm vọng ấy, các người gia chủ phê bình, như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát. Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỳ kheo, có 5 điều nguy hại đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thì như vậy á, ngay cả một vị pháp sư mà ca hát còn có lỗi như vậy, thì đối với quý vị khi nghe nhạc, nó có những cái lỗi nào? Một, quý vị say đắm trong cái âm nhạc đó. Quý vị đừng nói thích nghe nhạc thì thích nghe bài đó, mình không say đắm trong bài đó nha. Mình sẽ say đắm trong cái bài hát đó. Mà khi say đắm trong bài hát đó, quý vị say đắm bằng tâm gì vậy? Rồi cái tâm mà say đắm đó là tâm thiện hay bất thiện? Thấy chưa? Rồi khi chúng ta thấy rõ cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ từ bỏ. Rồi còn cái gì nữa? Định bị gián đoạn. Xin thưa là tại vì quý vị chưa bao giờ thực hành thiền một cách nghiêm túc, cho nên quý vị mới nói được cái câu là nhờ nghe nhạc nên tập trung được tốt hơn. Ví dụ như những bài nhạc không lời, thực tế mà nói cái người có hành thiền một cách nghiêm túc á, những bài nhạc không lời đó làm gián đoạn sự định tâm của vị ấy. Thí dụ như khi vị đó cần đọc một bài kinh hoặc cần đọc một văn bản, mà vị đó mở nhạc dù là nhạc không lời, thì cái đó nó cũng làm ảnh hưởng định tâm của vị ấy trên cái văn bản đó, trong việc đọc kinh đó. Mà chỉ những người có thực hành thiền một cách nghiêm túc thì họ mới nhận ra được điều này. Còn khi chúng ta không có thực hành thiền một cách nghiêm túc, chúng ta tưởng là cái việc nghe nhạc giúp cho chúng ta tập trung được tốt hơn. Phải nói là đôi khi là sư chưa có tìm thấy vị nào nói là 10 đoạn Đức Phật khuyên không nghe nhạc đó. Nếu mà quý vị xem copy được thì chat lên trên khung chat để cho cái người nghe đó, có thể họ biết. Tức là việc nghe nhạc đó, cái nhạc không lời đó. Rồi một vấn đề nữa, khi quý vị tu tập á, tâm nó được định tĩnh, quý vị sẽ biết cái việc nghe nhạc nó đưa tới tâm gì. Đó là gì? Tâm phóng dật. Cái tâm phóng dật á, nó làm cho mình, nó giống như cái gì ta? Giống như cái người mà họ bị mơ màng, thì cái trạng thái đó nó cũng giúp cho cái tâm họ đỡ căng thẳng. Cho nên họ tưởng là việc để tâm phóng dật như vậy á, họ thoải mái và nó là điều tốt. Nhưng thực tế nó chẳng qua là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Tức là thay vì mình căng thẳng bởi tham, căng thẳng bởi sân, thì bây giờ mình thoải mái bởi sự phóng dật. Bản chất nó không khác nhau, đều là nguy hiểm cả. Rồi, và như trả lời hơi nhiều, hơi mất thời gian với câu này, cho nên là chúng ta qua cái câu khác ha.